100%, chúng tôi cam kết 100% là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên quý vị nhé. Đây, quay gần hơn, chi tiết hơn, quý vị thấy được cái từng thứ gỗ, từng tôm gỗ hương đá đây, thì là đẹp. Khi chúng ta sơn và hoàn thiện lên thì là vân gỗ cũng nổi như vậy. Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 4/8/2020. Trước màn này nhỏ của quý vị đây thì hôm nay chúng tôi vừa lên mọc xong một chiếc sập ngồi. Hàng cực kỳ là VIP. Chiếc sập này là bằng chất liệu gỗ hương đá và của một khách hàng ở tại Hạ Hòa Phú Thọ. Đây, hiện tại chiếc sập là còn đang nguyên phần mọc quý vị nhá. Và ngay sau đây thì tôi sẽ tưới nước vào đây để cho quý vị xem để có rõ thần vân. Hết đi, đều hết rồi. Những chân đấy. Cái trong này nữa này, đi vào trong này tưới kỹ vào. Đây. Sau thì chúng tôi tưới nước ở phần vân gỗ và quý vị thấy thế nổi lên này. Khi phần gỗ còn nguyên mọc thì chúng ta nhìn cái vân này nó hơi khó một chút. Tuy nhiên khi chúng ta tưới nước này thì cũng như là khi chúng ta sơn hoàn thiện này thì là vân gỗ nó sẽ nổi lên như vậy. Vân gỗ rất là đẹp. Tôi quay lại tổng thể của chiếc sập cho quý vị xem. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m8 × 2m2. Toàn bộ phần dạ là dày 10 phân, chân 24. Dạ đốc cũng như là dạ ngang dày 10 phân quý vị nhé. Và vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Đây, tôi quay cái phần dạ trước cho quý vị xem được toàn bộ cái phần vân gỗ của dạ trước đây. Vân gỗ cực kỳ đẹp và đây là dáng sập chẹt, dáng sập chân quỳ dạ cá. Quý vị thấy là cái phần dạ sập này nó sát vào phần dưới chân này luôn. Đây là tạo tổng thể một chiếc sập rất là đẹp. Dạ cực kỳ là to luôn. Riêng phần ván mặt chúng tôi là ván mặt dày đậu 2 phân, quân tranh là ván mặt là dày 2 phân rưỡi, quân tranh là dày 10 phân. Quân tranh dày 10 phân, cực kỳ là dày. Phía bên này là phần dạ ngang. Phần dạ ngang là vân gỗ cực kỳ là đẹp. Toàn bộ phần gỗ chúng tôi là chọn lọc nửa tuổi, vân gỗ thì là hoàn toàn tự nhiên. 100% chúng tôi cam kết 100% là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên quý vị nhé. Đây. Quay gần hơn, chi tiết hơn quý vị thấy được cái từng thứ gỗ, từng tôm gỗ hương đá đây thì là đẹp. Khi chúng ta sơn và hoàn thiện lên thì là vân gỗ cũng nổi như vậy. Vân gỗ cực kỳ là đẹp và cũng như là cái kích thước, cái độ dày dặn của chiếc sập này cực kỳ là VIP luôn. Đây là dạ ngang bên trái và phần cổ sập này là sập cổ liền. Sập cổ liền, sập cổ liền là phần cổ và phần dạ chúng tôi là liền khối, rất là giá trị. Chiếc sập cổ liền này thì phải yêu cầu những người thợ có tay nghề cực kỳ là cao có thể làm được những sập cổ liền như vậy, yêu cầu người thợ có nhiều năm kinh nghiệm. Hôm nay video chúng tôi quay nó hơi bị ngược sáng một chút, ánh sáng bên ngoài kia nó chiếu vào hơi bị ngược sáng một chút và không đủ sáng cho lắm. Nhưng cái màu sắc của sản phẩm hiện tại nó không được, hơi bị mờ một chút vậy nhé. Mọi thông tin chi tiết quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 510 806, website là đồ gỗ Tùng Tám.com. Hiện tại video đang quay trực tiếp tại phần phía bên ngoài cơ sở sản xuất chúng tôi, ở phía bên trong kia ánh sáng nó lại kém hơn lúc trước rồi. Thì tôi xin để kết thúc video ở đây. Mọi người yêu mến cũng như là quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh của tôi để cập nhật được những video clip để giới thiệu sản phẩm mới nhất về đồ gỗ. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phong thủy cũng như là nội thất trên kênh. Xin chào mọi người nhé.